Hello anh em nha, thì tôi là Quý Một Có Anh Em ơi. Thì hôm nay có anh Đức, anh Kelly, anh Bút, anh Cao TV thì có lên nhà tôi chơi anh em. Thì bây giờ thì tôi sẽ dẫn giống như là cả team đi vô nhà của tôi chơi nha anh em ơi. Và còn rất là nhiều điều thú vị nữa các bạn ơi. Các bạn cùng chờ xem vlog của tụi mình nhé. Bây giờ là tôi sẽ dẫn đi qua nhà tôi nha anh em. Ok. Là anh Cao nè, lần đầu anh xuống Cần Thơ á anh. Đúng rồi. Đã không? Đã, đẹp phải. Hồi đi em mới đá được con mấy phần trăm thôi chưa? Mới đá đi. Em dẫn anh đi sinh tồn cái thứ là đã luôn. Dữ lắm. Đâu rồi? Đây, đây là anh Kelly mới đĩa kìa. Thì bây giờ là lần đầu anh xuống Cần Thơ anh Kelly. Hả? Bây giờ em dẫn anh qua nhà của em nha. Ok luôn. Nó dữ lắm. Ok. Bây giờ đi thôi. Quý dẫn anh đi nha. Rồi bây giờ đi. Có gái không? Có gái luôn. Ok luôn. Đây là bảo bối của anh Đức đây. Em ơi. Khoai để em túi. Anh họt hai tay hai chân vô đi. Rồi anh biết cái cảnh. Dữ lắm nha. Rồi anh cởi cái chân ra đi. Không. Không, không có giật. Cái bàn chân. Tiền nó khác. Mới hết được rồi, mới hết được rồi. Quá mẹ lại. Bây giờ bác cái chân lên rồi. Cái kìa, cái kìa, cái kìa. Nhột thoa, chân. Đừng ra được rồi. Thôi. Dữ lắm rồi. Lên hành xác. Cuộc chiến hành xác. Đây là ai không? Đây là Lê Huỳnh nha. Đây. Đi vô phòng em không? Ok đâu. Đó, trong đây nè anh đi trước đi. Không có gì đâu. Nè phòng ở trong đây nè. Đây đúng không? Đúng rồi, mở ra có dàn bạc trống dữ lắm đó nha. Ui. Elven. Đó. Anh thấy xịn sò chưa? Ui, xịn sò má lạnh. Anh thấy gì không? Anh đọc cái này chưa? Thái độ hơn trình độ. 5 cái nút bạc nha anh, 5 cái nút bạc nha. 5 cái nút bạc luôn á. Đúng rồi, bốn cái. Ấy da ta, nhìn xịn phết. Đã không anh, đã không anh? Đã. Đã không anh Bút? Chạy phi vậy rồi. Em đi ra chạy đi. Đam mê. Đam mê chạy hả anh, nhưng mà bố mẹ không cho hả? Nhà không có máy. Thế mà, đâu bà gơ. Anh Cao chạy khi chạy nè. Anh Đức, anh nhắm anh diệt được anh Kelly không? Anh Kelly là thằng rượu, thằng bia. Những các thằng bia không đó. Một, hai, vô. Đây, mình giải thích là bên cạnh nhà có người đang bị bệnh, người ta đang nghỉ ngơi. Thôi bây giờ mời anh em nha. Anh thằng bia nay vô cái đi rồi hết luôn. Rồi. Trời anh Kelly uống như là uống nước trà đá vậy ông nội. Oh. 1 2 3 vô. 1 2 3 vô. Nhẹ nhàng thôi. Bây giờ là hết luôn nha. Rồi hết luôn. Anh em. Đã anh Bút. Đã không? Đã. Đã anh Cao. Mà chưa say. Anh Đức. Đã không? Anh ăn thử con tôm ơi. Bắp không biết chấm cái gì. Đó. Bữa cho ăn chấm cái này. Cái này xanh xanh gì rồi. Đây. Rồi. Nhìn nhá. Trời ơi. Ngon chưa? Ngon. Đây là Lê Bình Gia Minh. Không phải là thằng gụ. Còn đây là thằng gụ cái mặt trắng nhách. Rồi khác biệt hoàn toàn luôn. Không, nó chưa bệnh máu ô. Chứ bệnh nó đô nó dữ lắm. Rồi 100 luôn. Đô dữ ha.
Đâu, đâu, đâu. Nhìn mặt ra. Trời ơi, dữ rồi, dữ rồi, dữ rồi. Mặt em uống mấy chén rồi đấy. Em uống mấy hai bàn chưa phê đâu. Hai bàn, hai bàn chén. Dữ, dữ rồi, dữ rồi, dữ rồi. Anh nước cũng trắng quét luôn. Không đỏ luôn. Anh mới ghen đi là bằng nước mặt tái. Rồi, anh này rồi đỏ rồi. Anh đỏ mà. Anh này qua cái mặt qua này như mồ này. Anh mới uống được. Giờ cũng tàn ra, tàn tàn ra anh em à. Bây giờ đi ra phố đi bộ với Ninh Kiều hả anh Kelly? Ok. Nhưng mà đi thay đồ á. Ok, đi thay đồ luôn. Giờ tiệc cũng đã tàn rồi. Bây giờ đi ra phố đi bộ với Ninh Kiều hả anh Đức? Ok luôn, okay. Anh tịch chán. Ok anh. Đây là anh Bút sau khi uống quá liều nha. Giờ không biết trời đất luôn. Thôi xong. Gì vậy? Cái gì mà hai người ra đây vậy trời? Anh em để xem nó có xin được info không. Bốn đứa lên sân chạy gì vậy? Quê. Anh Kelly đang tán gái nha anh em ơi. Rồi. Quê không? Có anh vào không? Ôi đợi quần. Trời ơi trời. Đi lên Hà Nội cô gái dễ lắm mà sao xin số này khó vậy? Ai xin được phát 4 người không được anh, tại vì anh đeo kính râm với cả khẩu trang ngại lắm. Người ta tưởng bắt cóc trẻ em. Kìa 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 cặp đôi đó kìa anh. Vô đi. Vô tán mạnh mà não luôn. Còn đây là anh Đức giống như là tán gái anh em ơi nè. Anh Đức giống như là trốn người yêu để mà đi tán gái anh em ơi. Thì không biết có đồng ý hay không thì anh em giống như là chờ xem nha. Đó để coi giống như bạn đó có xin hay không nha anh em ơi. Đây là bằng chứng Đức mỏm cô gái nha anh em ơi. Rồi rồi cho rồi cho rồi cho rồi anh em ơi. Cho rồi cho rồi. À, sao được không anh? Đúng anh. Đúng anh. Rồi sao buồn vậy? Anh đi chạy số nha, anh đi chạy số nha. Có số rồi, có số. Có số chưa, có số chưa? Có số rồi, rồi. Đâu 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 để coi coi đẹp không? Để coi đẹp không? Anh hư hả? Đâu đâu bấm giờ, ông bấm giờ ba ta ơi, anh bấm. Anh em chuẩn bị là anh em ngô vào đây nhá. Ờ, anh bấm giờ ba ta đi. Ok anh em. Trời ơi, trời ơi. Đâu, đâu, đâu. Được chưa? Đáng gặp gì trời. Đã bảo ngồi chung tám gái trong một năm. Đâu, đâu, bấm vào bà ta hứng rồi. Em có mặt đấy anh. Nhìn cũng gọi là được. Đâu rồi, từ từ. Đúng, cũng được chứ ta. Tiếp tục này, anh tính được một điểm rồi nhá. Kelly đã không điểm đúng không? Tiếp theo này. Tán gái quá trời luôn, tôi hết được tán rồi đúng không? Cái thước này phải anh Kelly. Anh Đức cậu đi họp á anh. Anh Đức nãy giờ anh Đức rồi tới anh Kelly đi. Ôi, em nào đâu ơi? Anh Kelly. Có gì đâu anh đi thẳng xuống dưới đi. Đi vào chỗ tôi bắt ngồi đi thẳng xuống dưới. Đẹp trai mà anh qua quốc đi anh. Ok. Ok anh Đức vào chốt nha, chốt nha. Anh không, em đi nào cũng được. Không phải thằng cùng vào luôn. Đâu, ai bảo chết. Cho đại đi kìa, cho đại đi kìa. Cho Facebook mà cho đại đi đi. Anh nhân gồm, anh nhân gồm quê dưới lúc rồi. Anh nhân gồm ép rồi kìa. Anh nhân gồm ép rồi kìa đi mà. Rồi rồi anh Đức. Cho anh nhân gồm cho đại đi. Ngại quá Phú ơi. Vừa lỡ bà cầm điện thoại lại gần người ta chứ Phú. Đâu nhân gồm đâu đâu em nó xin rồi, nó xin không đâu. Có gì đâu xin, nhỏ này của tao à, vài bữa nó mấy tao dẫn về nhà luôn nè. Đưa giữ cho ta nhân gồm cô gái đỉnh cao ta. Bye bye anh em nha, thì clip mình đây là kết thúc nha.